cá măng nha bà con. Bà con ơi, cá măng, bà con biết rồi, cá măng nó rất tốt và tốt cho sức khỏe. Nhưng mà có một số người và có số bệnh này, nếu ăn cá măng vào thì bệnh càng ngày càng nặng thêm. Lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi khi ăn cá măng. Đó, sức khỏe càng ngày càng xấu đi khi ăn cá măng, đó là người bị nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn hô hấp. Trẻ em tuyệt đối không ăn, người lớn tuổi 6, 7, 80 tuổi, 100, 300 tuổi gì đó cũng không nên ăn. Bởi vì cá măng ăn vào nó làm xấu đi cho sức khỏe của mình, không tốt gì cho sức khỏe cả. Cho nên vui lòng đừng ăn cá măng nha bà con. Đó là những người đang bị nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn hô hấp. Trẻ em tuyệt đối không ăn, người lớn tuổi 6, 70 tuổi, 80 tuổi, 800 tuổi gì cũng không nên ăn. Như vậy nó nguy hại cho sức khỏe. Đó. Còn ngoài ra cá măng nó tốt cho sức khỏe vì nó có vitamin E, A và các loại khoáng chất này D, H, A và omega 3. Những hợp chất này vô cùng tốt và giúp cho da sáng đẹp, ngăn ngừa lão hóa da, giúp cơ thể xám hơn, săn chắc và không thừa mỡ. Ăn như các loại cá khác, ta ăn 6 ngày, nghỉ 1 ngày, ăn 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Nhưng mà nhớ là những người không ăn cá măng để cho nó tốt cho sức khỏe mình, ăn cá măng vào, bệnh càng ngày càng nặng thêm. Đó là những người nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn hô hấp. Trẻ em tuyệt đối không ăn, người lớn tuổi. Cá măng nó tốt cho sức khỏe vì nó có vitamin E, A và các loại kháng chất này D, H, A và omega 3. Những hợp chất này vô cùng tốt và nó giúp da sáng đẹp, ngăn ngừa lão hóa da, giúp cơ thể luôn săn chắc và không thừa mỡ. Ăn như các loại cá khác, ta ăn 6 ngày phải nghỉ 1 ngày nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Xin chào nào 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 bà con ơi.